Mấy cây này cây linh sam nha. Không biết linh sam dạo này ế lắm hả sao? Trời ơi, cây vậy 300 ngàn bán tôi bán cũng không được luôn nữa. Bán được đúng con cây duy nhất à. Chắc tôi phải bán quề vốn lấy xác rồi luôn hả sao mới lấy được. Mới bán được quá. Cây người ta làm thấy cũng công phu lắm sao không biết sao bán 300 bán được đúng linh sam, giờ đúng là bể chợ rồi chứ. Khó bán quá. Nè, cây này cây số 1 đi. Nè, thấy trời ơi liền ngọn luôn. Thấy nó chịu khó gì dậm cành vô nữa. Làm lại nữa, mấy cây này nó cũng đẹp lắm không biết sao. Cây này cây số 1 nha. Để rồi mình giảm giá nữa có ai mua không. Cây số 1 đi. Cây số 2 nè. Mấy cây này là cây mini nhỏ xíu nha, cỡ ngón tay tôi à, bự ngón tay cái chút. Có gốc thì cỡ ngón chân cái. Đó. Số 2 nha. Không biết sao vậy mà cũng không mua luôn. Linh sam đúng là giờ bể chợ rồi quá. Số 2 nha. Số 3. Số 4 cày nha, số 4 cày cả con chân cái nè. Người ta cũng cá làm lũa nha. Đó. Lũa nè. Mà thôi về cắt bỏ mẹ chỗ này nó cho rồi. Số 4 nè, cả con chân cái nè. Mấy cái này mua chơi giải trí được. Chứ không phải là cây xuất sắc đâu nha các bạn. 4. 4 cây, còn có 4 cây. Thành lý luôn. Ai mua được mua.